Bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị. AFF Cup 2022, tuyển Myanmar sông đất bóng đá Việt Nam năm 2023. Như vậy là đội tuyển Myanmar sẽ là đội tuyển sông đất bóng đá Việt Nam khi đến Hà Nội vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 1 Tết, và sẽ là đối thủ đầu tiên trong năm mới của những chàng trai áo đỏ. Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng AFF Cup 2022 vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 1 năm 2023. Để chuẩn bị cho trận đấu này, tuyển Myanmar gồm 36 thành viên sẽ di chuyển đến Việt Nam và dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội vào chiều ngày 1 tháng 1 năm 2023. Có thể nói đội tuyển Myanmar là đội sông đất cho bóng đá Việt Nam. Khi đặt chân đến đúng vào ngày đầu tiên của năm 2023, họ cũng chính là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm mới. Và trước trận đấu với Myanmar, huấn luyện viên Ban Sơ đã khẳng định Việt Nam sẽ quyết thắng Myanmar ở lượt cuối. Trong buổi họp báo sau trận hòa 0-0 với Singapore, huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã khẳng định tuyển Việt Nam sẽ quyết thắng Myanmar để giành vé vào bán kết. Sau trận hòa Singapore, tuyển Việt Nam về nước vào chiều ngày 31 tháng 12 để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Myanmar vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, lượt cuối bảng B AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam sẽ có 3 ngày chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Myanmar, đội đã bị loại sau khi chỉ có được 1 điểm. Với cục diện hiện tại, tuyển Việt Nam chỉ cần kết quả hòa trước Myanmar là sẽ giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm tới tỷ số ở trận Malaysia gặp Singapore. Trong trường hợp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng. Tuyển Việt Nam mất ngôi đầu chỉ trong trường hợp Singapore thắng Malaysia rất đậm. Ví dụ nếu tuyển Việt Nam thắng 1-0 Myanmar thì Singapore phải thắng 8-0 trước Malaysia để chiếm ngôi đầu. Đây là kịch bản rất khó xảy ra. Nếu hòa Myanmar, tuyển Việt Nam có 8 điểm vẫn chắc chắn đi tiếp. Lúc này nếu cặp đấu Malaysia với Singapore có kết quả thắng bại, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng. Nếu hai đội này chia điểm, tuyển Việt Nam đứng nhất bảng. Trong trường hợp để thua Myanmar, tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp với 7 điểm. Nếu Malaysia thua Singapore, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vào bán kết với ngôi nhì bảng. Nếu Singapore thua Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn đi tiếp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ngay cả khi thua Myanmar với tỷ số đậm 0-5, tuyển Việt Nam vẫn chắc chắn giành vé vào bán kết. Còn nếu thua 0-6, thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bị loại nếu trận Malaysia-Singapore có kết quả hòa 4-4. Trận đấu giữa Việt Nam với Myanmar diễn ra vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 1 năm 2023. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón theo dõi. Có thể nói, trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar không còn nhiều ý nghĩa. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo quyết tâm đánh bại đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình để tạo lợi thế về tinh thần trước vòng đấu bán kết AFF Cup 2022 và cũng là món quà dành tặng người hâm mộ. Trong cuộc đối đầu với đội tuyển Singapore, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ giữ lại 3 cầu thủ ở đội hình chính là Văn Lâm, Ngọc Hải và Hùng Dũng và tung vào sân ngay từ đầu những Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Tuấn Hải, Văn Quyết. Trận đấu với Singapore, Việt Nam cũng không có sự phục vụ của Văn Toàn, nhưng tiền đạo này sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với Myanmar khi đã hết án treo giò. Bên phía Myanmar, huấn luyện viên Anthony Hay đã bày tỏ sự thất vọng khi không có sự phục vụ của cầu thủ Kaya Nanda do hậu vệ này phải chịu án phạt nhận thẻ đỏ trong trận gặp Singapore. Nhà cầm quân này cũng cho rằng so với Việt Nam, cao trò của ông không có được thể lực tốt nhất do quá trình chuẩn bị không được tốt. Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam trong khung gỗ là Văn Lâm, hàng hậu vệ là Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Trung, Văn Thanh, Hùng Dũng, Ngọc Quang, Văn Đức, Hồng Duy, Tuấn Hải và Văn Quyết. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã bị Singapore cầm hòa trong một trận đấu chủ yếu tung ra những cầu thủ dự bị. Sau 3 trận tại vòng bảng AFF Cup 2022, Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới bàn nào và ghi được 9 bàn thắng. Thầy Park Hang-seo cũng muốn xoay tua lực lượng nhằm giải tỏa cường độ thi đấu cho những con bài chủ chốt và tránh những chấn thương không đáng có. Trong khi đó, phong độ của Myanmar khá tệ. Cả 5 trận đấu gần đây nhất, thầy trò huấn luyện viên Anthony Hay đều không biết đến mùi chiến thắng. Trải qua 3 trận tại vòng bảng AFF Cup 2022, Myanmar đã để thua Malaysia 0-1, thua Singapore 2-3, đặc biệt mới đây, họ để Lào cầm hòa với tỷ số 2-2. Phong độ của các cầu thủ Myanmar khiến người ta đặt nhiều dấu hỏi. Liệu họ đã thi đấu hết mình hay chưa? Hay chơi không tốt vì những lý do khác? Và với cục diện hiện tại, Việt Nam đang nắm giữ lợi thế rất lớn trong cuộc giành vé vào bán kết. Nếu đánh bại Myanmar, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đứng đầu bảng B. Với kết quả hòa cũng đủ giúp những chiến binh sao vàng vào vòng knockout. Trong trường hợp để thua Myanmar, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thẳng tiến vào vòng bán kết nếu Singapore vượt qua Malaysia.
Trước một đối thủ dưới cơ, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tung ra nhiều cầu thủ dự bị để dưỡng sức cho trận bán kết. Dù vậy, các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cần phải cẩn trọng để bảo toàn lực lượng, nhưng vẫn đảm bảo một kết quả có lợi nhất. Một chiến thắng để giữ lửa cũng đồng thời là cách hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào vòng knockout. Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ giành thắng lợi với tỷ số cách biệt, dự đoán là 3-0. Và hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành được chiến thắng ngay đầu năm mới để dành tặng người hâm mộ. Cùng với đó chính thức giành vé nhất bảng B vào vòng bán kết. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.